Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Đông An. Thưa quý vị, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Theo đó, thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2023 mục đích của việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi nhằm phát huy quyền làm chủ trí tuệ tâm quyết của nhân dân trong việc tham gia xây dựng luật tạo sự đồng thuận của nhân dân thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi luật đất đai việc tổ chức lấy ý kiến với các hình thức thích hợp tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người việt nam định cư ở nước ngoài tham gia góp ý hoàn thiện đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 4.900 tạm cấp kinh phí cho các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy để lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, cải tạo lại các khu chung cư cũ năm 2022. Tổng kinh phí tạm cấp là 22.125 tỷ đồng, từ nguồn điều hành tập trung. Kinh phí các nhiệm vụ quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã giao Sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội. Ủy ban nhân dân các quận nói trên có trách nhiệm bố trí kịp thời kinh phí lập các đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ năm 2022. Thưa quý vị, đoàn công tác của tỉnh Long An do Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hồ Chân Dân làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công nhận quyền Tân Hưng đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2022 qua kiểm tra đoàn đánh giá về công tác chỉ đạo quản lý thực hiện phổ cập giáo dục xóa mù chữ của quyện và các xã thị trấn được củng cố kiện toàn kịp thời triển khai các chỉ thị nghị quyết chương trình hành động của trung ương tỉnh quỹ long an quyện quỹ Tân Hưng và các chương trình kế hoạch của Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban nhân dân quyện về công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ, đảm bảo thực hiện theo quy định tại thông tư số 07 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về điều kiện đảm bảo nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra, công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ, đồng thời hồ sơ sổ sách minh chứng về công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ đầy đủ theo quy định. Qua đây, đoàn kết luận tính tại thời điểm tháng 12 năm 2022, Quyện Tân Hưng đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt mức độ 3 phổ cập giáo dục tiểu học, đạt mức độ 3 phổ cập giáo dục trung học cơ sở và đạt mức độ 2 xóa mù chữ. Thưa quý vị, trong hơn 100 đề tài vừa được vinh danh tại cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2022, Long An có một tác phẩm xuất sắc đạt giải 3, đó là mô hình thanh trượt cho người khuyết tật lên xuống cầu thang của em Tạ Quang Mẫn, học sinh trường tiểu học Tân Phước Tây ở huyện Tân Trụ. Mời quý vị cùng gặp gỡ tác giả qua phóng sự sau để hiểu hơn về thành tích của cậu học trò nhỏ này. Các con chúng ta sẽ bắt đầu là cái cầu thang trước nha. Cho cái thành tựu cái đi lên. Đôi thầy cái khoảng cách từ này để mình cắt ra tiếp tục mình nói mình thiết á. Vì ở trường con thấy những bạn học sinh bị tật, bị liệt hai chân nên cầu thang rất khó khăn nên con đã nghĩ ra ý tưởng làm bậc thang cho người khuyết tật. Với suy nghĩ ấy, em Mẫn đã tìm đến giáo viên của nhà trường để cùng nhau hiện thực hóa ý tưởng của mình. Tuy chỉ phụ thầy những thao tác đơn giản, nhưng khi triển khai mô hình, em Mẫn đã có những sáng kiến rất hữu ích cho mô hình vận hành hiệu quả hơn. Trong quá trình thực hiện là con làm mấy tấm gỗ vào và dán keo để làm cầu thang và thầy đã chỉ con làm để làm được những cầu thang đó cái sẽ có một cái bệ cho cái người đó đi đứng lên rồi sau đó có công tác điều khiển trên cái bệ đó luôn để nó cho bạn học sinh nó dễ dàng điều khiển làm thì bé có đưa ra một số cái ý tưởng rất là hay giống như là ví dụ mình đang đi giữa chừng mà các bạn đó thấy trước uh, ngày vật hay gì hay các bạn nào đi xuống sẽ đụng bạn đó uh, nên mình phải dừng như thế nào thì bé đưa để tưởng là nên có một công tác dừng khẩn cấp thấy bé rất là sáng tạo trong cái uh, việc uh, khoa học kỹ thuật này và để có được tác phẩm mang nhiều ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng như thế này em mẫn còn được sự đồng viên và khích lệ to lớn từ phía gia đình à, thường là từ nhỏ là bé đã hay khám phá những cái uh, lạ lạ trong tự nhiên hay là trong học tập của bé vậy đó thì trường phát hiện là bắt đầu là tạo điều kiện cho bé ở nhà trường cũng như là cha mẹ hay là thầy cô của bé đều ủng hộ để giúp cho bé để mà thực hiện được cái ước mơ của bé. Mang tâm niệm luôn sống vì cộng đồng, do đó ngoài ý tưởng này, em Mẫn còn nung nấu thêm nhiều sản phẩm khác để giúp ích được cho đời. Đây quả thật là tấm gương sáng để các em học sinh khác noi theo. Ngoài cái mô hình cầu thang này, còn còn nghĩ thêm thiền đi ra bờ biển dạng cứu những bạn học sinh bị đuối nước nhân cái, cái cái, cái cơ hội này cũng như cái dịp này để để phát động cho tất cả các em Rồi có nghĩa là chúng ta tham gia trong cái năm học đặc biệt là năm học 23 24 để cho các em có là những cái mô hình là giúp cho các em sáng tạo nó ứng dụng trong cái thực tiễn của cuộc sống. Ngoài được danh danh tại cuộc thi toàn quốc thì mô hình thanh trượt cho người khuyết tật lên xuống cầu thang của em Tạ Quang Mẫn còn đạt được giải nhì tại cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Long An năm nay. Những thành tích này không chỉ khơi gợi niềm đam mê sáng tạo của em Mẫn mà còn đồng hành hỗ trợ em trong việc thực hiện những ước mơ, ý tưởng góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước. Ban chỉ đạo công tác dân số phát triển tỉnh Long An thực hiện phúc tra phong trào dân số quyện Cần Đức năm 2022. Năm 2022, huyện Cần Đức có 11 trên 16 xã với 109 trên 115 ấp khu phố không có người sinh con thứ ba trở lên, trong đó 8 xã duy trì 2 năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên và một xã đạt năm 2022. Để thực hiện tốt phong trào dân số, huyện đã đưa công tác, đưa chính sách dân số vào quy ước ấp gian quá, duy trì các mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ không có người sinh con thứ ba trở lên, qua đó tuyên truyền vận động để người dân hưởng ứng thực hiện chính sách dân số sức khỏe sinh sản, góp phần duy trì nâng chất các chỉ tiêu phong trào. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá quyện Cần Đức thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu hoạt động của tỉnh đề ra năm 2022 xếp loại xuất sắc. Thời gian tới, quyện tiếp tục phát quy những kết quả đạt được, tập trung tăng cường cơ sở kỹ thuật cũng như điều kiện y tế tại địa phương, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền chủ trương phát triển kinh tế xã hội tại quyền. Thưa quý vị, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quyện, Ban Chỉ huy quân sự quyện Cần Đức còn phối hợp với cấp ủy đảng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, giúp nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ngày càng vững mạnh. Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự đã tổ chức thăm hỏi tặng quà 6 mẹ Việt Nam anh hùng, 8 gia đình thương binh, 17 gia đình chính sách trên địa bàn quyện, nhân ngày thương binh liệt sĩ, với số tiền 46 triệu 500 ngàn đồng. Tặng 400 phần quà cho thương binh, gia đình chính sách với số tiền 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn tổ chức chương trình Tết quân dân trên địa bàn xã Tân Chánh, tặng 240 phần quà và hai nhà tình nghĩa quân dân, kinh phí 305 triệu đồng đồng thời phối hợp với ủy ban nhân dân xã phước dân phát quan tuyến đường giao thông nông thôn và khơi thông dòng chảy kênh nội đồng 2,5 km bằng những việc làm cụ thể cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự quyện đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp tạo lòng tin sự gắn bó giữa quân và dân trong việc giữ vững quốc phòng an ninh ổn định chính trị xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới bên cạnh công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh trật tự Lực lượng vũ trang quyền Cần Đức cũng đã tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn hàng ngày, xây dựng đơn vị xanh sạch đẹp. Trong năm 2022, lực lượng vũ trang quyền tặng thêm cho cán bộ chiến sĩ 7.000 đồng một người một ngày ăn. Trong năm, tổ chức thu hoạch 5.470 kg rau các loại, 2.700 kg lúa, 919 kg thịt gia súc gia cầm, từ đó góp phần cải thiện bữa ăn cho cán bộ chiến sĩ. Ngoài ra, ban hậu cần kỹ thuật còn trồng 800 cây dạng thọ, 200 cây hoa hướng dương, 100 cây mồng gà, trưng bày ở đơn vị tạo cảnh quan tươi đẹp trong dịp Tết. Từ hiệu quả, mô hình tăng gia sản xuất đã góp phần giúp tỷ lệ quân số khỏe của đơn vị luôn đạt trên 99,2%. Nhiều năm liền, Ban Chỉ quy quân sự quyện Cần Đức luôn là một trong những đơn vị được Bộ Chỉ quy quân sự tỉnh đánh giá cao về mọi mặt, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Thưa quý vị, chính phủ vừa ban hành nghị quyết nhấn mạnh đến công tác bình ổn thị trường, giá cả những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2023. Theo đó, Chính phủ giao Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả, chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường, giá cả. Ban chỉ đạo 389 quốc gia có nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đáng Quý Mão năm 2022. Đồng thời, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống theo quy định tuyệt đối không để thiếu hụt đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có các văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không để xảy ra tình trạng buôn bán vận chuyển trái phép trâu bò vào Việt Nam đặc biệt các tỉnh giáp biên giới với Lào Campuchia xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hợp thức quá nguồn gốc trâu bò nhập lậu, làm giả giấy tờ kiểm dịch nhập khẩu, kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. Đây là nguy cơ lây lan rất nhiều bệnh nguy hiểm cho đàn vật nuôi trong nước và gây thiệt hại rất lớn cho ngành chăn nuôi trong nước. Hiện nay, trong nước mới sản xuất cung cấp được 40 đến 45% nhu cầu tiêu dùng thịt bò, số còn lại phải nhập khẩu. Canada đã công bố chiến lược khoáng sản quan trọng của nước này với khoản tài trợ lên tới 3,8 tỷ đô la Canada được phân bổ trong ngân sách năm 2022. Đây là một trong những bước đi quan trọng nhằm định vị Canada trên bản đồ cung cấp khoáng sản toàn cầu, đồng thời hỗ trợ tạo việc làm bền vững và bảo vệ môi trường. Theo thông báo của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên, khoản tài trợ trên sẽ được chi cho các hoạt động công nghiệp từ khoa học địa chất và thăm dò đến các ứng dụng chế biến, sản xuất và tái chế khoáng sản. Mục đích của chiến lược khoáng sản là nhằm khai thác toàn bộ các cơ hội có được từ chuỗi giá trị mà 31 loại khoáng sản quan trọng của Canada có thể mang lại, đồng thời tạo việc làm bền vững với mức lương cao và thúc đẩy quà giải kinh tế với người bản địa. Văn phòng Tổng thống El Salvador thông báo trong 8 tháng qua, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ hơn 59.000 thành viên các băng nhóm, chiếm 78% tổng số các đối tượng tội phạm đang hoành hành tại quốc gia Trung Mỹ này. Đây là kết quả của chiến dịch trấn áp tội phạm lớn nhất trong lịch sử El Salvador, nhằm giảm tỷ lệ phạm pháp tại một trong những quốc gia bạo lực nhất khu vực Mỹ Latin. Thông báo cho biết, riêng trong ngày 5 tháng 12, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ hơn 600 đối tượng sau khi chính phủ tăng cường 10.000 cảnh sát tới quyện Bango ở ngoài ô thủ đô San Salvador, khu vực được coi là sào huyệt của các băng nhóm tội phạm khét tiếng như Mara Salvatrucha và Barrio 18, Bộ an ninh El Salvador khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm trong thời gian tới và chỉ kết thúc khi tất cả các đối tượng đã bị bắt giữ và bị đưa ra xét xử. gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei vừa ký thỏa thuận cấp phép chéo bằng sáng chế toàn cầu đối với nhà sản xuất điện thoại thông minh đồng hương Apple. Đây là bước đi mới nhất của hãng công nghệ Huawei trong nỗ lực mở rộng việc công nhận bằng sáng chế với nhiều nhà sản xuất khác. Huawei cho biết, Thỏa thuận với Oppo bao gồm cấp bằng sáng chế về tiêu chuẩn di động thiết yếu, trong đó có mạng 5G. Trước Oppo, Huawei cũng đã ký thỏa thuận dùng chung bằng sáng chế với gần 20 nhà sản xuất trên toàn thế giới, trong đó có hãng Samsung của Hàn Quốc. Theo một báo cáo mới đây của tạp chí Forbes, tỷ phú Elon Musk đã không còn là người giàu nhất thế giới. Vị trí này đã bị Bernard Arnault, ông chủ của tập đoàn xa xỉ Pháp LVMH, đơn vị sở hữu các thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Tiffany, xoắn ngôi trên bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh của Forbes. Theo đó, tỷ phú Bena Arnault, người sở hữu khối tài sản rồng trị giá 186,2 tỷ đô la Mỹ, dẫn đầu bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes. Tỷ phú Elon Musk, ông chủ Tesla, vẫn là người giàu thứ nhì với khối tài sản rồng trị giá 185 tỷ đô la Mỹ. Vì ông Adnon xoán ngôi vị trí này là tài sản của ông đã tăng lên do giá trị cổ phiếu của LVMH hầu như không thay đổi trong năm nay. Trong khi ông Rod đã phải trải qua sự sụt giảm nghiêm trọng về giá cổ phiếu của Tesla. Thành phố Sao Paulo của Brazil vừa khai trương dòng đu quay cao nhất Mỹ Latin, cao tới 91 mét. Đây được cho là điểm du lịch mới không thể bỏ qua của thành phố này. Du quay Ferris đưa du khách lên tầm cao có thể chiêm ngưỡng toàn bộ đường chân trời trắng lệ của Sao Paulo trong 25 phút. Chiếc đồ quay được đặt bên bờ sông Pinheiros, nằm trong một tổ hợp quy hoạch của thành phố, để biến nơi đây thành khu vực thu hút khách du lịch. Việc khai trương đồ quay này diễn ra vào thời điểm mà nhiều người Brazil đang muốn rời khỏi nhà, và khám phá những điểm tham quan mới sau thời gian dài phong tỏa do đại dịch. Do đó, đô quay này cũng được kỳ vọng đóng góp cho du lịch của thành phố.